Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về đội tuyển bóng đá Việt Nam. Thưa quý vị khán giả, sau trận đấu gặp đội tuyển Australia thì toàn bộ đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã xét nghiệm COVID-19. Sau đó toàn bộ đội tuyển sẽ được nghỉ ít ngày và trở lại tập luyện vào ngày 16 tháng 9 để chuẩn bị cho các trận đấu diễn ra vào tháng 10. Sau khi toàn bộ các thành viên của đội tuyển Việt Nam nhận kết quả âm tính với COVID-19, ngày hôm nay, ban huấn luyện và các cầu thủ đã rời khách sạn và sẽ có gần một tuần nghỉ ngơi trước khi hội quân trở lại vào ngày 16 tháng 9. Với nhóm các cầu thủ không thể về thăm gia đình do ảnh hưởng của dịch bệnh, sẽ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tạo điều kiện sinh hoạt tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Còn với cá nhân tiền đạo Công Phượng, sau khi có mặt tại Hà Nội vào chiều qua, anh đã bắt đầu bước vào quá trình tập luyện nhằm lấy lại thể lực cũng như cảm giác bóng. Với trường hợp chấn thương của hậu vệ Thành Trung, sau khi được kiểm tra, các bác sĩ chuẩn đoán trung vệ này bị rách cơ và sẽ phải nghỉ thi đấu một tháng. Hiện tại, trong thành phần tập trung của đội tuyển Việt Nam, đang có tới 3 trung vệ gặp vấn đề về sức khỏe là Thành Trung, Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng. Quãng thời gian nghỉ ngơi giữa các lượt trận tại vòng loại thứ 3 World Cup 2021 khu vực châu Á được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ chữa trị dứt điểm chấn thương và lấy lại thể trạng tốt nhất.